Hello mọi người, lâu quá mới gặp lại. Thì hôm nay mình mới có thời gian rảnh để nói chuyện với mọi người. Thì bữa giờ mình đã bận thời gian để sắp xếp những kế hoạch sắp tới. Thì như mọi người đã thấy cái tiêu đề thì ngay từ đầu năm thì mình với A Đạt đã dự tính đánh bằng cái giải cuối năm. Nhưng mà thời gian bây giờ nó hơi gấp rút, tại vì vợ mình cũng đang 32 tuần. Thì cái thời gian sinh baby thì nó cũng sát với lại cái ngày thi của Master Project tại Việt Nam, nên là mình bắt buộc phải tìm một cái giải nó sớm hơn tầm một tháng. Thì mình đã tìm ra một cái giải nó tại là Hồng Kông, nó là Global Classic Hồng Kông. Thì sắp ngày tới mấy? Ngày 17 tháng 9. Thì hiện tại là sẽ còn tầm 4 tuần nữa. Thì bữa giờ thì mình với lại mình cũng với Đạt cũng đang tập trung để tập luyện, để kiểu chuẩn bị kỹ hơn cho kỹ, cái kế hoạch sắp. Cho kế hoạch cái gì để tranh cái thẻ IBB Pro, nên là thời gian rất là gấp rút. Nên sắp tới mấy bạn nhớ like, subscribe kênh của mình để mình sẽ dẫn các bạn đi tham gia tranh đấu của mình, tranh đấu và du lịch, sẵn du lịch và ăn uống gì tại Hồng Kông dự định là sẽ rất là thú vị. Thì vậy thôi. Mọi người coi hết vlog nha, sắp tới thì hai đứa mình ngồi ăn uống xong thì sẽ đi tập xong rồi vậy thôi. Ok.
Xong ngày tập lưng, sau tập mình sẽ cardio 20 phút. Thì giờ mình sau khi cardio về mình sẽ ăn bữa ăn sau tập rồi nghỉ ngơi. Sau tập mình ăn hai cái bánh. Như giờ mình làm thì bánh này là bánh chuối ướp gà với lại quay. Thì cái thành phần là mình sẽ để ở dưới để mấy bạn nào muốn ăn thử thì sẽ làm. Cái này là nước sốt mình làm quay vị vani waffle. Giờ mình sẽ ăn nha. Mình ăn tay trái mọi người. Ngon, cửa này xong rồi mình sẽ đi massage xong giờ mình ăn thêm thử nữa là nghỉ ngơi. Thường thì mình sẽ massage bên chỗ khỏe massage thì mỗi tuần mình đều đi hết luôn. Còn cái massage mà kiểu thi hay làm bác kiểu massage mà dữ liệu mà kiểu làm mạnh á thì nó cỡ tầm một tháng mình đi một lần, mình đi nhiều nó đau. Còn mình mỗi ngày thì mình sẽ kiểu massage vừa mình thích vậy thôi. Rồi giờ thì mọi người nhớ like subscribe kênh mình nha. Sắp tới sẽ có nhiều cái content mới lạ và thú vị. Bye-bye.